Sản xuất tại Mexico các bác nhé, hàng nguyên zin. Súp này ở trong nó sẽ có cái loa bát, hai loa bát. Đây là hai xì ngầu. Cái này anh em có thể kéo dài thoải mái, anh em đầu dây và anh em kéo dài, anh em hát hò nghe nhạc. Tiếng bát em này chịu đòn tốt đây anh em nhé.